Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một chiếc đồng hồ T-shirt luxury nhá. Và phiên bản này là phiên bản màu xám khói, rất chi là đẹp và cũng rất là phổ thông đến toàn thể quý anh em. Và đặc biệt hơn thì những anh em nào mà làm dân văn phòng hoặc là chúng ta thích một cái phong cách nó thanh lịch thì anh em sử dụng phiên bản này thì vô cùng là hợp lý. Rồi chúng ta sẽ có mã hiệu của em này đó chính là T086.407.11.061.00 nhá. Ở đây sẽ có số serial number phiên bản này, rồi stainless steel, độ chống nước là 53 này, máy cơ automatic và chứng nhận sapphire crystal. Rồi chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một chiếc đồng hồ T-shirt luxury. Riêng về dòng T-shirt luxury ấy, thì không còn xa lạ với anh em nữa. Về dòng luxury thì nó là một trong những dòng mà có chỗ đứng rất là mạnh mẽ này, có chỗ đứng nhất định trên cái thị trường đồng hồ Thụy Sĩ rồi. Cho nên là về cái dòng này thì cũng không còn quá nhiều những cái còn quá nhiều cái điều để chúng ta có thể liệt kê được đến với chiếc đồng hồ này, nó quá là ngon cho cái phân khúc đi. Rồi chúng ta sẽ có thiết kế là ba kim một ô lịch ngày này, dòng chữ T-shirt 1853, ở đây sẽ có là Powermatic 80, rồi ở đây sẽ có là các phần kim cọc là kim cọc sợi kẻ vạch. Trên mặt idol thì nó sẽ chia ra làm hai phần nhá, một phần ở lòng trong như này sẽ là chi tiết màu nhám này, còn lòng bên ngoài thì sẽ được là phay trơn và có hiệu ứng chảy tia rất chi là đẹp nhá. Chúng ta sẽ có ở đây chính là Swissmade này, phiên bản Thụy Sĩ. Và đặc biệt hơn cho anh em nào chưa biết ấy, thì T-shirt hoàn toàn tất cả các nhà máy nhá anh em nhá, tất cả các nhà máy và thương hiệu T-shirt này thì nó được lắp ráp và sản xuất tại Thụy Sĩ đấy, chứ nó không có nhà máy ở các nước khác các bác nhá. Cho nên là Swissmade 100%, không bao giờ có cái bản quốc tế đâu, cho nên anh em cũng lưu ý. Rồi chúng ta sẽ có ở đây chính là một cái mặt kính sapphire, một cái mặt kính chống chảy chống sức tuyệt đối cho anh em này. Rồi cái phần thân vỏ được làm bằng chất liệu thép 316L và có những chi tiết phay bóng và phay xước trên cái phần thân vỏ rất chi là đẹp. Đi kèm vào đấy sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc này, phay xước toàn bộ, có một cái đường chỉ line phay bóng rất chi là đẹp nhá. Đặc biệt hơn về dòng t-shirt luxury, chúng ta phải kể đến là cái phần thân vỏ. Cái phần thân hông bên hông này thì nó sẽ là một cái chi tiết giống như một cái phần bộ dây ấy. Đó, giống như một cái bộ dây thép ấy. Đó, nó làm ở trên cái phần thân vỏ này rất chi là đẹp nhá. Và ở phần viền benzen và phần đáy nó phay bóng, tạo nên một cái nét nó rất chi là đẹp cho chiếc đồng hồ này. Đấy, cả hai bên luôn các bác nhá. Có một cái núm chỉnh logo chữ T-shirt này. Đó, và hiệu ứng răng cho chiếc đồng hồ này. Những phiên bản T-shirt thì các bác yên tâm, khi mà chúng ta ấy, nghe cái việc lên cót rồi cũng đã sướng rồi các bác này. Đấy, các bác nghe thấy không ạ? Đó là cái lên cót của cái chiếc đồng hồ T-shirt này rất chi là thích luôn. Đấy, tại vì lên cót nó không giống như là những phiên bản hàng Nhật mà hàng đây cho các bác xem này, hàng Thụy Sĩ nó khác hẳn luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ có ở đây đó chính là một cái khóa bướm đến từ thương hiệu T-shirt này. Phần đáy của chiếc đồng hồ này thì có đầy đủ những thông tin để các bác có thể quan tâm như là số serial number này, rồi ở đây sẽ có là sapphire crystal, T-shirt 1853, stainless steel, độ chống nước là 50 mét nước, anh em thoải mái đi mưa rửa tay cơ bản. Đó, rồi chúng ta sẽ 20 sẽ có là 23 23 chân kính cho một cái cỗ máy C07111. Thì với cỗ máy này thì sẽ có 21.600 tần số động, và độ tích cót của những phiên bản này là chính là độ tích cót của những phiên bản này nó lên đến 80 tiếng, cho nên là anh em thoải mái sử dụng nhá, không lo bị chết máy đâu, bị đứng máy đâu. Rồi chúng ta sẽ có là phần kích thước size mặt của phiên bản này là chính là 41 phù hợp với cổ tay của anh em, 41.3 phù hợp với cổ tay của anh em trên 16. Anh em đây, những phiên bản này rất chi là hợp lý. Đây các bác có thể thấy đối với cổ tay của em chưa đầy cổ tay 16, đây cho mình phiên bản T-shirt luxury màu xám này thì vô cùng đẹp đúng không ạ? Một cái kích thước size mặt mà để mà nói cổ tay 16 đeo thì vô cùng tuyệt vời. Và đặc biệt hơn thì những anh em nào màu da sáng ấy, đeo đồng hồ rất chi là đẹp, màu nào cũng hợp. Đó, nhưng mà đặc biệt là những màu tương phản với màu da thì anh em đeo càng hợp hơn. Và đặc biệt hơn, chiếc đồng hồ này thì nó không quá tối nhưng đeo nó rất chi là đẹp nhá. Đó, nó rất là tôn da. Rồi chúng ta sẽ có một cái mức giá để chúng ta tiếp cận, đó chính là 7.500.000 đồng để các bác
tiếp cận với phiên bản này. Ngày trước em đang bán là 7 triệu 8 và ngày hôm nay em sale giảm cho bác chỉ còn là 7 triệu rưỡi thôi. Cho nên là anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số online nhé, 0969 772 822, thì em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây còn theo dõi. Lời cuối thì chúc các bác nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.